Đây và thưa quý vị và các bạn, hiện tại là em đang có mặt tại đèo con đèo 14 tầng nhé. Đây là con đèo rất nổi tiếng ở Cao Bằng. Đi từ xã Xuân Trường sang đến xã Khánh Xuân của huyện Bảo Lạc thì là chúng ta sẽ đi qua con đèo này. Và hôm nay là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 nên ở trên này rất là đông khách quý vị và các bạn ạ. Mọi người sẽ xếp hàng dài gửi xe ở đây. Sau đó là trên đỉnh đèo kia là có một cái quán kìa. Thì mọi người sẽ vào đấy uống nước. Và trên cái đoạn này là sẽ có một cái con đường đi từ đây lên trên, mọi người sẽ đi sang bên kia. Đấy, đi men theo con đường này và đi lên cái khu vực trên kia mọi người kìa, trên cái mỏm đá ở trên kia. Và cái vị trí đứng ở trên kia thì mọi người sẽ quan sát được hết tất cả những con đèo ở đây. Vì thế nên là nếu như ai mà muốn có một cái điểm quan sát được những điểm đèo đẹp như này thì mọi người hãy lên trên kia. Hiện tại thì bây giờ em đang đứng ở cái vị trí đây nhá. Đây là trên đỉnh đèo. Đấy, và con đường dưới kia là chân đèo mọi người kìa. Đấy, thì đứng đây thì chúng ta không thể quan sát được những cái góc cua của những cái con đèo 14 tầng này. Em sẽ zoom lại cho mọi người có nhìn thấy cái vị trí ở trên kia kìa. Thì mọi người quan sát thì hiện tại là cũng có rất là đông khách đang đứng ở trên kia để quan sát cái con đèo này nhá. Và trên kia thì cũng có một cái quán bán hàng trên kia mọi người ạ. Đấy, vừa rồi là tất cả những hình ảnh về con đèo 14 tầng ở Cao Bằng quý vị các bạn nhé. Đấy, con đèo này rất nổi tiếng và ngày hôm nay là cái dịp 30 tháng 4, rất nhiều các du khách ở các nơi, cả trong tỉnh và ngoài tỉnh về đây là đã check in ở đây rất là nhiều. Và đặc biệt là cái điểm check in ở trên cái mẻm núi ở trên kia, lúc nãy là em thấy là rất nhiều khách đã lên trên đấy. Và đây là em đã xuống dưới chân đèo rồi và từ đây quan sát. Đấy, nhìn đây thì chúng ta cũng nhìn nó không được rõ bằng lúc nãy quý vị ạ. Và đỉnh đèo là cái chỗ cái cây mà có cái thung lũng kia quý vị các bạn nhé. Đấy, và từ đấy xuống đây là 14 cái vòng cung, gọi là 14 tầng. Và cái vị trí em đang đứng đây là dưới chân đèo. Đèo 15 tầng quý vị các bạn ạ, chứ không phải là 14 tầng. Chiều dài là 2,5 km, độ dốc 12%. Khâu cốc trà. Và hiện tại là nơi đây cũng có một số du khách là đang đứng đây check in chụp hình ở đây. Ngồi đây làm gì đây? Hả, mấy bé ngồi đây làm gì đây? Trên em là hay có những em bé rất đáng yêu như này ngồi ở dọc đường quý vị các bạn này.
Ngồi gọn vào nhá, không ô tô nhá, nhớ chưa? Đấy. Đây quý vị các bạn. Các em là ngồi ở dọc đường này. Và ngồi đây là để chơi đâu. À thế cún cái tên là gì? Mùi Dắt. Mùi Dắt à? Còn cu bé tên là gì? Văn Huấn. Văn Huấn. Thế còn chị lớn là Chả Mùi Chiều á? Mùi Dắt, Văn Huấn, Chả Mùi Chiều. À, ba bạn nhỏ này đáng yêu nhỉ. Thế các con học lớp mấy rồi? Mẫu giáo. Cả ba bạn học cùng một lớp mẫu giáo à? Ừ. Thế hôm nay ngồi đây làm gì? Hôm nay nghỉ hè. À, nghỉ hè. Thế ngồi đây làm gì? Chờ mẹ. Chờ mẹ? Mẹ mẹ đâu rồi? Mẹ ở trên. À, mẹ đang làm gì ở trên? Trồng ngô. À, mẹ đi trồng ngô à? Thế là ba đứa. Thế đây là ba chị em à? Ba chị em cùng một mẹ à? Hay là khác nhà? Khác nhà. Khác nhà. Thế con mấy tuổi rồi? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. Thế em bé mấy tuổi? 3 tuổi. À, thế chị mấy tuổi? 5 tuổi. À, bạn thôi nhỉ? Chú cha cho ba bé lon nước nhé. Đấy. Cả ba bạn uống chung nhá, chú chỉ có mỗi lon đấy thôi. Nhá. Cho các bạn uống với nhá. Rồi, xin chào. Chào chú nào. Chào chú. À, ngoan quá. Em bé chào chú nào. À, em bé 3 tuổi chưa biết chào nhờ. Rồi, chào các con nhá. Chú đi về đây. Đấy, và ở cái vị trí này thì quý vị các bạn quan sát kìa. Có nghĩa là những cái đốm trắng trắng kia là những ngôi nhà quý vị các bạn nhé. Và ở trên đây thì chủ yếu là những người Mông người ta mới ở cao như thế. Kìa, ở tiếp trên những cái đỉnh đồi, đỉnh núi cao như kia vẫn có những cái ngôi nhà ở kìa. Chủ yếu là người Mông quý vị các bạn. Đây, cả khu vực bên này nữa. Những cái đồi núi cao như kia. Đấy, người Mông họ ở rất cao và họ chủ yếu là trồng ngô. Trồng ngô và trồng nương, trồng lúa nương ở trên dãy kia thôi. Cuộc sống thì vô cùng là khó khăn. Và nếu như với những cái đồi cao như này thì chúng ta có thể thấy được là cái quãng đường đi từ dưới lên trên sẽ rất là lâu và rất là mệt. Thế nhưng mà cuộc sống của họ vẫn ở trên núi trên kia. Và thường thì nếu như họ ở trên cao như kia thì họ cũng rất là ít xuống dưới quý vị các bạn ạ. Cùng lắm là một tuần họ sẽ xuống khoảng 1-2 lần gì đấy thôi. Hoặc là một tháng xuống khoảng vài lần để họ mua đồ, những cái đồ dùng cần thiết. Đồ sinh hoạt, ví dụ như là mắm, muối, mì chính hay những cái đồ cần thiết thôi, chứ còn bình thường họ cũng không xuống đâu. Chủ yếu là đi là trồng ngô rồi thì trồng dẫy ở trên đồi và sinh hoạt ở trên đấy thôi. Đấy, vùng núi thì có cái phong cảnh thì rất là đẹp nhưng mà cuộc sống của người dân thì cũng rất là khó khăn. Thêm các cái kẹo bông này là ai cho? Họ. Họ là ai? Xe cho. Xe á? Xe ô tô đi qua á? À, thế các cháu đang làm gì ở đây? Chăn bò. Chăn bò, thế bò đâu? Bò dưới này. À đấy à. Thế nhà mình có ở gần đây không? Gần. Ừ. Thế nhặt những cái chai này là của ai? Nhặt để làm gì đây? Chơi. Chơi á? Những cái này bán là người ta mua đấy. Này mà mang về nhà xong là gom lại là người ta mua nhựa đấy, bán có được tiền đấy. Cái này là gì, là kẹo bông á hay là cái gì? Ăn nó ngọt ngọt phải không? Ừ. Thêm mấy đứa học lớp mấy rồi? Em ở lớp 2, lớp 8 rồi á. Thế còn em này học lớp mấy? Lớp 2. Thế còn em kia? Lớp 3. Thế là mấy đứa vẫn đi học hay gì? Thế sao hôm nay lại không đi học? Hôm nay nghỉ. À. 30 tháng 4. Ừ, hôm nay nghỉ dịp 30 tháng 4 phải không? Thế ở nhà mấy đứa là ăn cơm hay là ăn mèn mén?
Cơm ạ. Thế các cháu là dân tộc gì? Dân tộc Dao. Dân tộc Dao ạ. Và Bảo Lạc là một trong các cái huyện xa xôi của tỉnh Cao Bằng quý vị các bạn ạ. Và trong cái cung đường mà hôm nay em đi từ thành phố vào Bảo Lạc thì qua những cái cung đường cũng có rất nhiều những cái bản làng ở mé ven đường này, nhìn rất là đẹp quý vị các bạn này. Đấy, đây là vẫn là thuộc xã Xuân Trường. Đấy, và hiện tại là chỗ xã Xuân Trường này cũng có một cái đèo là cũng 3-4 tầng ở đây. Hiện tại là em đang ở trên lưng chừng đèo.